Focus. Khi mà mình đi du lịch đó, nhưng một cái xe nó bự quá mà mình không có xe được đi thì mình phải mua một cái xe mà nó nhưng mà cắt được thôi, mua cái xe này cho mình cắt mua mang đi du lịch dễ hơn. Yeah. Đựng những lệ tiền điện thoại cơ thể và hầu hết mấy cái thứ đó là mình không có. Mấy bạn hãy nhớ đọc thi dược thường xuyên để tăng sức đề kháng. Yeah. Bây giờ đi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại.
zombie apocalypse.